Đấy, cô bảo trên bảo dưới không nghe. Đây là một người khỏe, hai người vui đây đúng không? Vâng, có thể nhiều người vui được ạ. Kiểu này là về các cô ấy yêu chồng hơn rồi. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với video tiếp theo trên bản. Hiện tại thì mình đang có mặt ở chợ phiên rất là nổi tiếng ở Tây Bắc các bạn ạ. Đó là chợ phiên Bắc Hà, thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Chợ đây thì được họp vào chủ nhật hàng tuần nhé các bạn nhé. Phía sau mình thì rất đông bà con đem các cái đặc sản và nông sản ra trao đổi mua bán. Và đặc biệt ở đây thì đón nhận được rất nhiều du khách trong nước và ngoài nước đến để tham quan và trải nghiệm chợ phiên đây. Ok, bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp video. Mình sẽ ghi hình chi tiết chợ phiên trên này để chia sẻ đến với các bạn nha. Chợ hôm nay khá là đông rồi các bạn. Ngay trên đường vào thì thấy mọi người bán gia cầm gia súc rất là nhiều. Bán gà tre, gà rừng. Ê, con này là gà rừng hay gà tre đây? Gà rừng ạ. Đẹp nhỉ? Xem chín cái bán nào, bán ở đấy. Ở đây thì có bán rất là nhiều chú cún. Và có những chú cún giá trị lên đến mấy chục triệu nha các bạn nhé. Ở trên Bắc Hà thì có nổi tiếng là chó đỏ Bắc Hà. Bốn triệu rưỡi một con, 4,5 triệu một con ạ. Có con nào đẹp? Chó hơ vông bây giờ thành đắt. Anh bảo cách đây khoảng 2 năm. Chú chó đỏ Bắc Hà đây các bạn ạ, 15 củ, 15 triệu. Các chú chó ở đây thì rất là thân thiện đấy các bạn ạ. Phải nói là số lượng mọi người đến với Bắc Hà rất là đông luôn các bạn ạ. Ở đây thì mình sẽ ghi hình sơ qua thôi. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi lên khu vực chợ chính để ghi hình cho bạn cùng xem. Các chị em dẫn nhau đi mua dược liệu rất là nhiều các bạn ạ. Ở chợ Bắc Hà thì nổi tiếng là tam thất nha các bạn nhé. Tam thất thì ở đây được mọi người ví như là một thần dược rồi. Mình đi chợ Bắc Hà khá là nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ mà thấy chợ Bắc Hà đông khách như ngày hôm nay các bạn ạ. Sau một thời gian ở trên Tây Bắc có những trận mưa lũ xong thì đường xá đi lại thuận lợi thì mọi người cũng đã lên trên các chợ phiên trên vùng cao khá là đông. Ở đây thì khu vực này mình thấy có bán rất là nhiều tam thất này các bạn này. Đây của tam thất đây các bạn ạ. Đây là của tam thất tươi. Tam thất thì được mọi người ví như là một thần dược. Có thể hỗ trợ điều trị được bách bệnh và ngăn ngừa phòng chống ung thư rất là tốt. Cái này thì các bác đem về tam thất tươi thì đem về thái lát mỏng và ngâm mật ong khoảng tầm 2-3 tháng thì có thể pha với nước nóng uống, uống vào buổi sáng buổi tối rất là tốt. Có thể chữa các bệnh về đường ruột và dạ dày nhé các bạn nhé. Tương tự của tam thất khô cũng vậy các bạn ạ. Đây phía bên này có tam thất khô đây.
tam thất khô thì các bạn đem về đánh thành bột. Anh ơi cho em ghi một chút. Tam thất khô đấy các bạn. Các bạn đem về tán thành bột và pha mật ong uống. Công dụng của tam thất thì rất là tốt, mọi người bán từ tận dụng, bán từ rễ cho đến nụ luôn các bạn ạ. Đây, nụ tam thất đây. Đây công dụng đấy các bạn. Nụ tam thất đây. Tác dụng bác nào mà khó ngủ này. Đấy. Huyết áp không đều này, uống có thể ổn định huyết áp, hỗ trợ điều trị bệnh gan, tốt cho phụ nữ, cho con bú. Hoa tam thất ngăn ngừa bệnh về tim mạch, giúp trẻ hóa da, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Tam thất thì ở đây bán rất là chạy các bạn ạ. Một lúc nữa thôi là các mặt hàng này bán hết rất là nhanh thôi. Nên là mình đi chợ lúc nào cũng phải đi sớm, không thì không kịp bà con ở đây mua bán và các du khách đâu các bạn. Vì các mặt hàng ở đây bán rất là chạy. Đâu? Kia kìa. Hôm nay là ngập tràn tam thất luôn các bạn ạ. Đây, phía bên này có nấm ngọc cẩu đây các bạn ạ. Nấm ngọc cẩu để dành cho các bác nam giới. Bác nào yếu để sử dụng cái này thì cực kỳ tốt. Đem về ngâm rượu, vừa làm cảnh, vừa bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, bổ thận tráng dương, một người khỏe hai người vui. Cái này thì cả người khỏe, người yếu thì uống được hết nhá. Bác nào khỏe thì uống vào càng khỏe. Bác nào muốn mua các cái dược liệu, các đặc sản ở trên Tây Bắc thì liên hệ với số điện thoại của em ghi ở trên màn hình 0834055333 hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nhá. Đây, củ khúc khắc này, chữa bệnh đau lưng này. Đau lưng mỏi gối đem về ngâm rượu hoặc là đun nước uống đều được nhé. Sâm đương quy cũng là một mặt hàng bán rất là chạy ở chợ phiên các bạn ạ, và được nhiều người lựa chọn tiêu dùng. Em chào anh chị nhé, cho em xin phép em nghỉ một chút nhé. Vâng. Đây, sâm đương quy ở Bắc Hà cũng khá là to các bạn ạ. Cái này thì còn có củ to hơn nữa nhé, có thể 2 củ 1 cân đến 3 củ 1 cân. Cái này thì bồi bổ sức khỏe rất là tốt. Các bác nam giới ai mà yếu thì đem về ngâm rượu, còn nhà mà có người vừa ốm dậy thì có thể đem về để hầm với thịt. Và đặc biệt là gia đình ăn hàng ngày thì có thể xào với thịt ăn rất là ngon. Ăn xào ăn luôn được mà ngâm rượu rất là tốt. Nói chưa, em cảm ơn anh chị nhé. Phải nói là có quá nhiều mặt hàng luôn các bạn ơi. Phía bên này mình thấy có một ít nấm ly chi này. Cháu chào cô nhé, cháu cháu quay một chút nhé. Nấm linh chi đây các bạn. Nấm linh chi thì mọi người sử dụng để chữa bệnh gan. Cái này thì đem về thái lát ra và đun nước uống. Hoặc là bác nào ngâm rượu làm cảnh cũng được. Nhìn rất là đẹp. Của ấu tẩu. Ấu tẩu thì công dụng nó rất là tốt, nhưng mà cái này phải sơ chế, chế biến cẩn thận. Nếu mà không chế biến đúng cách thì sẽ rất là độc. Phía này mình thấy có bán rất là nhiều ba kích này các bạn này. Toàn là đồ bổ dương cho các bác nam giới thôi. Chợ phiên ở đây thì ưu tiên đồ cho các bác nam giới là chủ yếu. Đây, bác nào mà yếu sinh lý thì đem về ngâm rượu nhé. Bác nào mà không uống được rượu thì đem về đun nước uống đều được. Còn đây là củ tắc kè để chữa bệnh xương khớp. Hầu như những cái đồ ở đây thì đều ngâm rượu và đun nước uống được các bạn ạ. Củ tắc kè này thì các bác có thể đem về ngâm rượu là đun nước uống được.
về sẽ thái lát mỏng ra, phơi khô. Bác nào muốn ngâm tươi cũng được nhé. Phải nói là chợ đây bán rất nhiều đồ bổ dương đúng không các bạn ạ, tăng cường sinh lực. Đây, cô đang đi mua đồ về bồi bổ cho chồng à cô? Để bồi bổ cho cô. Đây, các cô rất là tâm lý. Đi chợ phiên là mua những cái đồ bổ dương về tặng chồng. Về bồi bổ cho chồng. Đấy, cô bảo trên bảo dưới không nghe. Kiểu này là về các cô yêu chồng hơn rồi. Đây là một người khỏe, hai người vui đây đúng không? Vâng, có thể nhiều người vui được ạ. Phía bên này thì có bán rất nhiều mật ong rừng và măng nứa này các bạn này. Măng nứa khô này. Chào chị nha, em hình một chút nha chị. Chào, vâng, quay thoải mái. Ok. Măng nứa rừng đấy các bạn ạ. Măng nứa rừng phơi khô đây. Cái này thì mọi người phơi nắng tự nhiên nhé. Rất là vàng đẹp luôn. Cái này các bác đem về để chế biến thì trước khi chế biến thì sơ chế ngâm nước nóng tầm 30 phút đến 1 tiếng để mang mềm ra, xong rồi bắt đầu chế biến. Có thể xào hoặc là nấu với miến, thả lỏng ăn rất là ngon, rất là giòn luôn. Nấu canh xương. Đây, rất nhiều mật ong rừng đây. Đây, các chú đang đi mua đồ bổ dương. Bổ dương à? Đấy, phải chơi dùng hàng này vào nó mới khỏe chứ ạ. Về ngâm à? Ngâm rượu ạ. Trong uống vợ vui. Thế về là tải sạch cái này đi à? Một người uống nhiều người khen đấy ạ. Khỏe như voi. Da như đỉa. Đấy, các du khách khi mà đi thưởng thức ẩm thực xong thì sẽ đi sắm đồ các bạn ạ. Mình vừa đi mua hàng để về gửi cho khách xong. Ở đây thì đến chợ phiên thì phải mua luôn các bạn ạ. Không là hàng ở đây bán rất là chạy, hết rất là nhanh. Ôi, củ khúc khắc to cho bạn. Khúc khắc ở đây thì toàn củ già nhé bạn nhé. Nên là cái chất lượng của nó rất là tốt luôn. Đông người quá là đi không nhích nổi. Tư à? Hầu hết tất cả các đồ được bày bán ở chợ phiên là khoảng tầm 80% là đồ của bà con tự làm ra được và đồ tự nhiên trên rừng các bạn ạ. Phía này rất nhiều nấm linh chi đây. Nhiều mặt hàng quá các bạn ạ, nhìn hoa hết cả mắt rồi. Phía này mình thấy có cây bổ máu này các bạn này. Cây bổ máu này thì sử dụng để đun nước uống hàng ngày nha các bạn nhé. Để đem về băm lát và phơi khô, đun nước uống. Đây, tất cả thành viên trong gia đình đều uống được hết. Đặc biệt là nhà nào mà có chị em sinh đẻ thì đem về đun nước uống, rất là tốt nhé. Còn gọi là sâm đá đây đúng không? Lương rượu rất là thơm luôn. Sâm đá đây các bạn. Cái này hỗ trợ sinh lý anh? Vâng. Xương lý hay là xương khớp? Không, không phải xương khớp. Đau gân. À, đau gân ạ. Bạn Nguyễn Hương ơi, mình kết thúc rất này có mật ong rừng và ong khoái rừng đấy các bạn. Mật ong thì nhiều khi nhiều bác thắc mắc là tại sao có nhiều màu, trừ mật ong bạc hà ra nhé. Mật ong bờ lông sông ấy thì nó sẽ có màu vàng vàng nhạt và vàng đậm. Đấy, và lại
với lại là tùy theo mật ong đi lấy thụ hoa theo khu vực địa lý khác nhau nữa, nhiều loại hoa khác nhau thì màu mật nó sẽ khác. Ngoài các mặt hàng dược liệu ra thì còn có các đặc sản nổi tiếng ở trên Tây Bắc các bạn ạ, thịt gác bếp và chẩm chéo, thịt trâu, thịt lợn gác bếp, lạp xưởng, ba chỉ gác bếp các bạn ạ. Nhìn rất là hấp dẫn. Kiểu này thì mình thấy có bán khá là nhiều nấm rừng các bạn này. Công dụng của nấm lim xanh là để hỗ trợ ngăn ngừa phòng chống ung thư và điều trị các bệnh về gan các bạn nhé. Rất là tốt, cái này các bác đem về gan và đường ruột, hỗ trợ gan và đường ruột. Các bác có thể đem về thái, lát ra và đun nước uống. Hoặc là bác nào mà để điều trị các bệnh khác thì có thể ngâm rượu được. Công dụng của nấm linh chi đỏ là để hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch, hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh, hỗ trợ chữa bệnh viêm phế quản mãn tính, hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan, tất cả các bệnh về gan nhé các bạn nhé. Phòng chống ung thư, giúp điều trị bệnh rụng tóc, có rất nhiều công dụng khác nữa các bạn ạ. Còn nấm sừng hiêu để chữa bệnh tê bì chân tay, bác nào đau lưng mỏi gối tê bì chân tay thì có thể đem về đun nước uống hoặc là ngâm rượu đều được, và ngâm làm cảnh rất là đẹp nha. Phải nói là cái mặt hàng bổ dương này thì bán rất là chạy các bạn ạ, thu hút rất nhiều người mua. Ô, thời tiết bắt đầu mưa rồi các bạn. Nó dặn là mưa trên kia mà lúc ở nhà ra còn thấy mưa ở chỗ chưa ra. Anh thấy cả chợ có mỗi mình thanh niên em bán. Ơ, đi đẹp dài thằng đéo chẳng muốn mua. Đấy, thịt trâu gác bếp. Thịt trâu thì nhìn bên ngoài nó đen đen này thôi, nhưng mà xé ra bên trong thịt rất đỏ các bạn ạ. Biết rồi đấy. Phía này mình thấy có một chút đồ dược liệu gói này và trà nữa này. Trà sơn mật hồng sâm này. Trà thì đun nước uống, sắc nước uống gia đình hàng ngày đấy nhé, ai có thể uống được. Rất là dễ uống. Bổ thận mát gan, lợi mật, chữa mất ngủ này, nội tiết tố kém, tiểu đường. Đấy. Giúp tiêu hóa tốt, tiêu mỡ, bệnh tim mạch. Hãm nước uống hàng ngày nữa các bạn nhé. Đấy, phía này mình thấy bán rất nhiều nhộng ong các bạn ơi. Và quả dứa rừng. Dứa rừng thì hôm nay mình thấy hơi ít, không biết là do du khách mua hết hay là như nào. Quả dứa rừng thì sử dụng để chữa bệnh sỏi thận các bạn nhé. Chữa bệnh sỏi thận, các bác đem về băm lát ra, phơi khô và đun nước uống, tiêu sỏi rất là tốt. Trời mưa rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi ăn sáng nhé. Đồ ăn ở gian hàng ẩm thực ở trên Bắc Hà thì các món ăn rất là phong phú luôn bạn ạ. Đây, mình sẽ ghi hình cho bạn xem. Có đặc sản không thể thiếu ở chợ Quyên đó là thắng cố đây. Hấp dẫn chưa? Phía bên này thì mình thấy có mặt lợn này, gà đen này, gà bản, lợn bản này, kê gà này, trứng tràng. Nhìn ngon quá các bạn ạ. Về anh chị đun để ăn lẩu nó hợp này. Tôi ăn nhiều nước nha. Anh thích nhiều nước cái gì? Mình vừa ăn sáng xong rồi các bạn ạ. Tiếp tục ghi hình chợ Phiên cho bạn cùng xem. Thời tiết thì vẫn đang mưa phùn nhưng mà số lượng người đến mua hàng thì vẫn rất là đông nha các bạn nhé. Ủa, du khách nước ngoài này cao chưa? À, đây là nhục thông dung nha các bạn nhé. Sử dụng để bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực rất là tốt.
nhục thung dung và cây rễ cây mú tần, toàn cây bổ dương đấy các bạn ạ. Cái này đem về thái lát ra, băm lát ra để ngâm rượu. Hà thủ ô đỏ đấy các bạn. Hà thủ ô thì dành cho bác nào mà máu xấu, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, đem về sử dụng rất là tốt. Bác nào mà tóc bạc sớm dùng rất là tốt. Bán hàng mà ngủ quên luôn các bạn ạ. Chắc là đi ra chợ sớm quá. Đây phía này có bán rất là nhiều dược liệu này các bạn này, một dãy luôn này. Đông người quá, đông người quá. Toàn đồ bổ dương các bạn ạ. Ba kích tím này, nấm ngọc cẩu này. Đây phía này mình thấy có một chút cổ tích dương này. Toàn là đồ ngâm rượu nha bạn nhé, bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Sâm cau đỏ này, có một nhánh sâm cau đỏ này. Sâm cau đỏ thì dành cho cả nam giới và chị em phụ nữ đều được nha các bạn nhé. Chị em nào mà kinh nguyệt không đều và các bác nam giới mà sinh lý yếu thì hay mỏi gối, tê bì chân tay thì có thể đem về ngâm rượu. Chị em thì có thể vừa ngâm rượu vừa đun nước uống được nhé. Và củ tam thất này, ngọc cẩu ấy bây giờ đang vào mùa các bạn ạ, rất là nhiều luôn. Đây phía này mình thấy có bán rất là nhiều sâm xuyên đá này các bạn này. Sâm xuyên đá thì sử dụng để chữa bệnh xương khớp. Đây các bác đem về đun nước uống hoặc là ngâm rượu đều được nhé. Sâm xuyên đá này, tắc kè đá này là sử dụng để chữa xương khớp. Và củ khúc khắc nữa, dứa rừng chữa sỏi thận này. Có rất là nhiều nấm linh chi này, nấm linh chi, nấm hồng chi. Các mặt hàng thì mình thấy khá là tương tự giống nhau các bạn ạ. Có dứa rừng này và có một chút sâm cau đen. Sâm cau đen thì công dụng nó cũng tương tự sâm cau đỏ các bạn ạ, sẽ có một số công dụng tốt hơn. Có những chai xoa bóp xương khớp của bà con trên vùng cao rất là hay nha các bạn nhé, rất là tốt luôn. Những cây khèn của mọi người bán trên này cũng giá trị khá là cao đấy các bạn ạ. Như cây khèn này khoảng tầm hơn 3 triệu. Bán rất nhiều khèn và gậy sinh tiền. Khèn này mình thấy mọi người làm cũng khá là tỉ mỉ đấy, nên là giá trị nó sẽ rất là cao. Đây phía này có mật ong rừng này các bạn này, mật ong nguyên sáp chưa bắt này, và bột nghệ vàng. Hai thứ này kết hợp với nhau thì quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ, là một bài thuốc rất là tốt đấy, sử dụng để chữa bệnh đường ruột dạ dày. Chợ thì kéo dài xuống tít dưới kia cơ các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để tiếp tục ghi hình các bạn cùng xem nhé. Phải nói là sâm đường quy này bán rất là chạy. Hồi nãy mình thấy nhiều lắm, bây giờ còn có một chút thôi các bạn. Ở trên vùng cao thì hương thì thường là sẽ là hương bà con ở trên này làm thủ công nhé các bạn nhé. Đây, phía bên này bán rất nhiều hương này.
có bán cả thớt gỗ nghiến này các bạn này. Phải nói người đi người về, bây giờ cũng gần trưa rồi mà vẫn còn rất là đông người các bạn ạ. Hiện tại đang vào mùa nho rừng nên là có thể bán rất là nhiều nhé các bạn nhé. Nho rừng này sử dụng để ngâm rượu lên màu rất là đẹp nhé. Du khách đi chợ phiên mua được rất nhiều đồ luôn các bạn. Mỗi người một túi to. Phía cuối chợ thì mọi người bày bán các khúc gỗ gốc các bạn ạ. Những cái cục lúa rất là đẹp luôn. Nhìn đẹp chưa? Bác nào mà đam mê sưu tầm đồ gỗ thì lên đây theo một lựa chọn nhé. Gỗ này nặng lắm đấy các bạn. Thớt nghiến đấy các bạn. Rất là chắc luôn. Trời này thì chơi gì? Chơi được không? Ui, khá nặng đấy các bạn ạ. Thớt này thì thao vừa thái vừa chặt đấy. Nho rừng toàn đồ ngâm rượu. Ở đây thì bày bán đủ thứ luôn nhé các bạn nhé. Đây, phía bên này có cả phong lan này. Đấy, bác nào mà đam mê chơi cây cảnh, từ cây cảnh cho đến vật nuôi thì lên đây thao mà lựa chọn luôn. À, có một con sóc này các bạn. Phía bên này có khá là nhiều thảo quả này các bạn này, thảo quả tươi này. Thảo quả thì ở trên vùng cao sử dụng rất là nhiều, đặc biệt là bà con người Mông thì các món ăn thì hay cho gia vị, sử dụng gia vị thảo quả các bạn ạ. Đây có bày bán rất là nhiều mẫu mã dao các bạn ạ. À, chợ thì bây giờ gần trưa rồi các bạn ạ, nhưng mà vẫn còn rất đông du khách đi mua sắm. Hôm nay thì mình đã ghi hình chi tiết chợ phiên Bắc Hà để chia sẻ với các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bạn nào mà muốn mua các cái đặc sản dược liệu ở trên Tây Bắc thì liên hệ với số điện thoại của em ghi ở trên màn hình 0834055333 hoặc là nhắn tin qua Zalo. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.